đã đến lúc ta phải dừng lại. Đoạn đường chúng ta đi quá dài, còn in hằn cả thanh xuân muôn người con gái. Anh lặng lội sau những lo toan, anh lặng lội sau những lo ngại, bỏ sau lưng những ngăn ngơ để chờ đưa đó. Dường như chính em đã chờ này để người viết tiếp ước mơ rằng vậy đang sẽ trong tay để xa người mãi mãi. Sao không được, hay là giết em đi cùng đường.